Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Song Chiu Vlog Nông nghiệp đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình cũng tâm sự với mọi người. Thì ngày nay thì mình vào tới cà phê của mình, tới đất hai thì mình cũng quay lại video này cho mọi người xem. Đấy, mình đi ăn cơm buổi trưa. Hôm nay tầm 1 giờ rồi nha. Ông trời sắp mưa sao ấy, nhưng mà nó bị u rồi. Đấy, mình cũng đói rồi. Nhưng mà mình quay lại video này cho mọi người ăn cơm, mọi người xem với là cho mọi người tham khảo chút cái video của mình nhé. Mời mọi người ăn cơm nhá. Hôm nay mình quên tí mà mình ăn trước mới sau là hay buồn buồn tí. Mình review nhé. Cái này là món món xào mít, món bon mít xào xào với dầu ăn. Ngày nay thì mắm thì mình già với lá thơm. Đó. Mắm này nó ngọt ngọt ngâm đỏ. Cái này là phân Hà Lan nhé mọi người, Hà Lan super á. Phân loại này là chuột nhất, năm nào mình cũng bón phân loại này thôi, phân bột nhưng mà nó đặc với nó chuốn cây cà của mình xanh lá này. Mời mọi người ăn cơm cùng với mình nhá. Đói rồi, tại vì 1 giờ mình tưới, ngày mai mới hết được, ngày mai thì không hết. Nước trong cổ mới này, ăn tháp nước ăn cơm nó kẹt vào trong cổ, đổ cho nó trơn. Trơn vậy nó ăn nó nhanh. Cái này là mít sao, là mít non, lấy mít non nha, đừng có lấy mít già. Mít già thì ăn nó ngọt quá, mít non nó ăn nó lạc lạc, nó ngon.
khả năng năm nay mưa sớm ấy mọi người, nhìn trời nó giống như sắp mưa ấy. Nhiều mây, mây đen không à. Chắc khả năng tháng tư mưa rồi sao ấy. Nhìn trời bây giờ thì giống như sắp mưa rồi. Mát, ngày này mát. Mình ăn cơm thì ăn muộn nó ngon ngon thì mình ăn sớm quá là nhưng mà nó chưa đói thì không ngon đâu, ăn muộn thì thịt không ngon thành giống như ngon, món gì cũng ngon hết, mình ăn muộn thì qua giờ chắc của nó đói rồi nó ngon. Xong rồi nha mọi người, mình ăn đói thì nhanh lắm. Nha mọi người thấy hại
Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình ăn cơm ngày nay thì xong rồi. Thì mọi người hãy theo dõi kênh của mình nhé. Mọi người nhìn thấy hay và nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Hãy giúp ủng hộ luôn kênh của mình nhé. Bye mọi người.